Tỷ bán Phật pháp phải sám hối. Hủy bán Phật pháp, nhất là pháp đại thừa, quả báo rất nặng. Trong kinh Phật thuyết diệu pháp quyết định nghiệp chướng có ghi: Nếu chúng sinh nghe thuyết đại thừa, tâm không vui sinh hủy bán, nên biết đó là quyến thuộc của tà ma. Do khởi tâm hủy bán kinh điển đại thừa, chết xong sẽ đọa a tỳ chịu vô lượng khổ. Sau đó, sinh vào loài ngạ quỷ ăn lửa, ăn phân, đàm, giải. Chịu khổ vô lượng kiếp xong, thì sinh làm người phong cùi, bị mù, điếc, câm, ngọng, các căn không đủ. Những chúng sinh này trải qua vô lượng kiếp sinh tử, cuối cùng mới được gặp Phật thờ phụng cúng dường. Vì vậy, khi nghe Phật thuyết kinh đại thừa, nên giữ tâm trong sạch không tạp niệm tiểu quách là một sinh viên cao lớn anh tuấn vừa tốt nghiệp đại học xong đang chuẩn bị sang mỹ du học nhưng anh mắc một tâm bệnh rất khó trị vì vậy đã tìm đến tôi nhờ giúp đỡ vừa gặp mặt nhau tiểu quách lộ vẻ thống khổ bày tỏ trời ơi tôi phạm phải lỗi rất lớn tôi biết là mình không đúng nhưng chẳng tài nào khống chế được. Phải làm sao đây? Nghe vậy, tôi liền hỏi, lỗi gì nặng nề? Lại biết rõ sai trái mà không khống chế được, là ghiền ma túy hay tà dâm? Tiểu Quách đáp. Không phải mấy thứ đó, còn nghiêm trọng hơn nữa kìa. Tôi học Phật mấy năm nay, hiện tại có thể ăn chay tụng kinh, phóng sinh, nhưng lại mắc phải một bệnh rất lớn là mỗi khi tôi xem kinh thấy trong đó ghi phải cung kính tam bảo phật pháp tăng chẳng nên cuồng giọng phỉ bán nếu không sẽ bị quả báo là tôi liền khởi tâm hoài nghi chẳng tin có lúc còn cố tình phỉ bán phật pháp để xem thật có quả báo chi chăng một lần nọ tôi thấy trong kinh lăng nghiêm viết ông tu tam muội nhằm xuất trần lao tâm sát chẳng trừ trần không thể xuất cho dù ông đa trí thiền định hiện tiền nếu chẳng dứt xác ắt đọa thần đạo khi xem xong đoạn này rồi tôi liền sinh tâm nghi còn nãy ấy sai người nhà đi mua cá về giết ăn để xem có quả báo gì chăng do vậy mà tôi phá giới sát sinh sau đó rất hối hận biết mình làm thế là không đúng nhưng không hiểu tại sao chẳng tự khống chế được anh đã nhận ra đó là lỗi biết mình làm không đúng thì phải phát tâm sám hối tuy tôi biết là không đúng nhưng lắm lúc vẫn muốn moi móc kiếm tìm các điểm trong kinh phật để phỉ bán tôi tự biết như vậy là có lỗi nhưng lại không thể sửa điều này khiến tôi rất sợ phải làm sao đây nhìn tiểu khoách ương bướng cứng cỏi như khói đá tôi nghĩ chỉ có thể dùng pháp kim cương để đánh tan tính ngông cuồng này thôi tôi bèn làm mặt nghiêm, đanh thép nói. Anh có biết phạm tội, bán Phật bán Pháp, là phải đọa vô gián địa ngục hay không hả? Nếu anh không phát tâm tha thiết sám hối, là tự làm uổng phí đời mình, bởi vì tội ấy mà phải đọa địa ngục. Thật ra trong tiền kiếp của anh, đã mấy đời tu hành, tọa thiền khổ hạnh, nhưng lại có trí kiến bất chánh. Y như năm mươi loại ma ngủ ấm trong kinh lăng nghiêm Phật từng mô tả do trong lúc thiền định, anh thấy đủ cảnh giới lạ như gặp Phật, thấy cuộc quốc độ chư Phật, các hào quang Phật, dân dân. Anh liền tự cho mình đã chứng thánh, đã khai ngộ, rồi khởi tâm ngã mạng, cống cao, kêu căng đến cực độ. Phật từng cảnh báo, nếu thấy cảnh lạ, không mê đắm, chấp trước thì đó là điều tốt, còn nếu tự cho chứng thánh tất lạc vào đường tà, Do vậy mà anh bị ma thừa cơ nhập dựa Suối làm sai trái Để anh đọa thẳng vào quỷ đạo Thân người khó được Phật Pháp khó nghe Đời này nhờ thiện duyên chính mùi Nên anh có phúc Được mang thân nam tử tướng mạo khôi ngô Được tiếp xúc Phật Pháp Nhưng nếu anh chẳng biết nắm bắt dịp may Tranh thủ tu hành Lo phá trừ tà kiến Ngã chấp Thì là uổng phí hết duyên lành Kiệu quách có vẻ kinh hoảng hỏi vậy tôi phải làm sao khi trở về anh cần phải đem những kinh phật mình từng phỉ bán cung kính đặt trên phật đường hoặc nơi khiết tịnh rồi quỳ xuống thành tâm sám hối các tội ác bán phật bán pháp đã qua và phát thệ không tái phạm nữa xong anh thành tâm lễ bái sám hối ngày ngày đều phải làm như vậy cho đến khi tâm anh thật sự thanh tịnh không còn chút ý niệm phỉ bán. Anh phải xem kinh Lăng Nghiêm, học thuộc lòng 50 loại ngũ ấm ma để phân biệt cho rõ và phải tụng thuộc chú Lăng Nghiêm hồi hướng. Cầu Phật lực gia trì mình có đủ chánh tri chánh kiến, tâm Bồ đề kiên định bất thoái. Anh có làm được hay không? Làm được. Làm được. Tôi biết rồi. Cuối cùng tôi cũng tìm được phương thuốc nhổ tận gốc căn bệnh bất trị này. Thế thì may quá, bệnh tôi có hy vọng khỏi rồi. Nhìn tiểu quách tỏ vẻ an năng và mừng rỡ, tôi thành tâm cầu cho anh sớm thành đệ tử chân chánh của Phật. Ngày sau đóng góp một phần công sức Hoàn pháp cho Phật giáo. Cố gắng nha, tiểu quách. Giải thích Trong Kinh Niết Bàn, Phật Hai Thị, Ca Diếp, trên thế gian này có ba loại bệnh nan y mà người ta hay mắc phải. một Phỉ bán kinh đại thừa 2. Tạo tội ngũ nghịch 3. Nhất xiển đề Đoàn hạt giống Phật Đây là ba loại bệnh cực nặng, chỉ như bậc thinh văn duyên giác mới có khả năng trị. Tiểu quách biết tội của mình, nhưng không thể khống chế, phải cầu thiện tri thức nhờ giúp đỡ. Khi được chỉ bày cho rồi, mới sáng tỏ nhân quả quyết định nhiếp tâm, sám hối diệt tội. Đáng sợ nhất, chính là những vị thầy xưng cao nhân, tuy mặc áo Phật, nhưng lại ở trên đài cao giữa đông thính chúng ngang nhiên phỉ bán Phật Pháp. Bản thân đã không tuân giữ quy củ Phật môn, lại chẳng dạy đệ tử giữ giới, còn hướng dẫn sai, khiến nhiều người lạc tà, thật đáng buồn, đáng tiếc biết bao thế nhưng nhất định phải thâm nhập kinh tạng học kỹ bốn điều răng dạy minh bạch về tánh thanh tịnh trong kinh năng nghiêm để phân biệt rõ chánh tà không lạc vào nẻo sai các bạn ơi nhớ nhấn like comment và share cho bạn bè mình cùng xem nha